Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài Office 2021 dành cho macOS Sonoma mới nhất hiện nay. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là macOS Sonoma. Ngoài ra nếu như các bạn có cái nhu cầu cài đặt các cái phiên bản Office khác dành cho macOS phiên bản khác, cũng như các cái phần mềm thiết kế đồ họa văn phòng dành cho Windows cũng như MacBook, thì các bạn hãy comment bình luận, nhắn qua Zalo, mình sẽ để Zalo ở trong phần mô tả để các bạn tiện liên hệ với mình. Mình sẽ cung cấp dịch vụ cài đặt các cái bộ Office cũng như là các phần mềm thiết kế đồ họa văn phòng. Bởi vì tất cả những cái bộ Office và các cái phần mềm mà bạn cài đặt vào MacBook cũng như là Windows ấy, thì đòi hỏi bạn phải có các cái bản CD key bản quyền thì bạn mới có thể cài đặt thành công được. Thì tất cả các cái bộ mà mình cung cấp cài đặt đều được active sử dụng vĩnh viễn, chưa kể là các cái bản mà các bạn tải về nó có thể bị nhiễm virus và dung lượng tải về nó khá lớn, khi mà mọi người không chia sẻ ở trên Google Drive để các bạn có thể tải nhanh được. Quay trở lại ở video hướng dẫn cài Office 2021 này, thì mình sẽ mở cái file cài đặt, kích đúp vào. Khi các bạn kích đúp vào thì nó sẽ mở ra các file ở bên trong. Thì đầu tiên bạn sẽ mở cái phần Disable Gatekeeper để các bạn đọc cái bài hướng dẫn ở đây, để các bạn tắt cái Gatekeeper. Ở nhiều video mình đã nói về Gatekeeper rồi, thì ở video này mình không nói về Gatekeeper nữa, mà mình sẽ tiến hành tắt Gatekeeper. Mình sẽ mở Spotlight và mình sẽ gõ Terminal nhé. Mình mở cái Terminal. Và ở đây để mà tắt cái Gatekeeper, Disable Gatekeeper, thì các bạn sẽ gõ như sau: sudo cách sptl cách 2 gạch master gạch ngang disable. Sau đó các bạn bấm Enter. Lúc này nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập macOS của bạn, thì bạn nhập mật khẩu của bạn vào, bấm Enter. Và như vậy là mình đã tắt được Gatekeeper. Bây giờ để kiểm tra xem chắc chắn bạn đã tắt hay chưa, thì các bạn gõ tiếp sudo cách sptl cách gạch status. Đó, khi các bạn thấy cái dòng này thì Gatekeeper của bạn đã tắt rồi. Và để các bạn bật trở lại enable thì các bạn gõ lại dòng này và thay cái chữ disable thành enable là được nhé. Sau khi các bạn đã tắt Gatekeeper xong thì các bạn sẽ tiến hành kích đúp vào cái file office gạch ngang 16.59.2203 để các bạn cài đặt nhé. Các bước cài đặt thì đơn giản, các bạn cứ việc bấm continue và tiếp tục đồng ý thôi. Đến cái bước cài đặt custom này thì các bạn sẽ chọn là customize, và ở cái phần package name bạn chọn những cái mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ các bạn cài Word, Excel, PowerPoint thì mình bỏ những cái phía dưới, mình không sử dụng đến những cái dưới, thì mình chỉ sử dụng đến PowerPoint, Excel và Word thôi. Sau đó thì bấm install. Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công. Bây giờ mình sẽ đưa các cái app đó ra ngoài màn hình desktop nhé.
sau khi các bạn cài đặt xong thì Office của bạn vẫn chưa active bởi vì mình chưa xử lý cái phần kích hoạt nhé. Thì mình tiếp theo mình sẽ chạy cái file kích hoạt để kích hoạt cái Office này. Bởi vì lý do bản quyền cho nên mình không thể thực hiện hướng dẫn bạn cái bước mà kích hoạt. Tất nhiên cái bước kích hoạt thì rất là dễ thôi, nó có file ở bên trong, bạn chỉ cần kích đúp chuột vào và tiến hành bấm continue và next next là bạn có thể active xong. Bây giờ mình sẽ tắt đi.